Volkswagen Teramontic là mẫu xe mới được lên lịch ra mắt ngay tháng này tại Việt Nam, dưới dạng nhập khẩu từ Trung Quốc với cấu hình 5 chỗ ngồi. Trong khi đó, Volkswagen Teramont hiện là mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu từ Mỹ và là bản cũ hơn so với Teramontic sắp ra mắt. Tuy nhiên, theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Teramont bản nâng cấp mới tương tự Teramontic cũng sẽ được bán tại Việt Nam trong nửa đầu năm sau. Mẫu xe này sẽ được đổi sang nhập Trung Quốc chứ không còn nhập Mỹ. Thông tin này hiện chưa được Volkswagen Việt Nam xác nhận. Cũng theo tư vấn bán hàng, số lượng Terramont bản nhập Mỹ hiện tại không còn nhiều. Mẫu xe này đang được giảm giá tới 400 triệu, còn 2 tỷ lẻ 99 triệu. Sau khi bán nốt lô xe này, Terramont sẽ chuyển sang bản nâng cấp mới theo như người bán vừa tiết lộ. Tại một số thị trường khác, Terramont còn có tên gọi Atlas, còn Terramont X là Atlas Cross Sport. Volkswagen Teramont 2024 có thiết kế mang nhiều điểm tương đồng với Teramontic 2024 sắp bán ra thị trường Việt Nam. Về cơ bản, có thể hiểu Teramont là cấu hình SUV 7 chỗ, còn Teramontic là SUV kiểu thể thao 5 chỗ ngồi. Chiều dài của Teramont cũng nhỉnh hơn một chút so với Teramontic. Thiết kế Teramont 2024 thay đổi ở cụm đèn chiếu sáng LED hai tầng lớn hơn, lưới tản nhiệt rộng hơn nối liền với đèn, cụm đèn hậu LED lớn vắt ngang đuôi xe. Bộ mâm loại tùy chọn cao cấp nhất có kích thước 21 in. Bản đang bán tại Việt Nam dùng mâm 20 in. Ở bên trong, sự khác biệt có thể nhận thấy rõ. Ở màn hình trung tâm đặt nổi thay vì chìm vào trong bảng điều khiển. Như trước, màn hình này có kích thước tới 12 in. Sau vô lăng là màn hình 10.25 in và kính lái hắt. Nếu giống trang bị với Terramont X dự kiến sắp bán ở Việt Nam, Terramont mới hứa hẹn sẽ có âm thanh ham an các đông, cửa sổ trời toàn cảnh, xà không dây, đèn trang trí nội thất. Động cơ Teramont và Teramontic cho thị trường Việt Nam, nhiều khả năng là loại tiêu chuẩn 2 lít công suất 217 mã lực và mô men xoắn 350 Nm kết hợp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động 4 bánh. Công nghệ an toàn trên Teramont cũng có thể sẽ giống với Teramontic mới, với ga tự động thông minh, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảm biến trước sau và camera 360 độ đối trọng của Volkswagen Teramont là Ford Explorer. Đối thủ thương hiệu Mỹ hiện được nhập từ Mỹ với giá 2 tỷ 399 triệu. Một mẫu xe khác cùng phân khúc nhưng có giá thấp hơn hẳn là Hyundai Palisade. Mẫu xe Hàn Quốc có giá từ 1 tỷ 469 triệu. Giá bán này thậm chí còn thấp hơn mẫu xe phân khúc dưới là Volkswagen Tiguan Allspace.